chào. Quý khách xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Khung giờ quen thuộc 19 giờ 15 phút mỗi tối thứ hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai đội chơi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với hội nhìn hiền hơn. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đội của đây nha. Thôi, đội mình hiền hơn. Cái khuôn mặt phúc hậu đó anh. Dạ, ủa chứ mình đội mình không hiền hả? Em nói là em nói nhầm hả? Đội mình hiền chứ. Đúng không? Hiền, hiền. Dạ, yeah. Hiền lắm. Ti quê ở đâu nè? Dạ, quê em có hai quê, sinh ra là ở Kiên Giang và lớn lên là ở Cần Thơ. Rồi, em giới thiệu đôi nét về mình. Em là Ti, tên thật của em là Phạm Linh Phương. À, Ti, tại sao lại là Tinh Ti? Dạ, đó là nghệ danh của em từ lúc mới khi vào nghề ạ. Khoan, bạn bổ sung ảnh Nguyên Khang để ý nè. Ti là ngôi sao của nhóm nhạc HKT. Nổi tiếng đó. Như vậy là em đi theo hát được bao nhiêu năm rồi? Dạ, nếu mà tính đến thời điểm này, bởi vì em đã ra nhóm đã được hơn 2 năm rồi. Nhưng mà tính ra từ cái thời điểm mà trừ lại 2 năm á, thì có khoảng tầm 17 năm. 17 năm em đi hát, quá dữ. Như vậy là vừa mới chập chững dậy thì một cái thì em nhà ta đã bắt đầu đi đến con đường ca hát này đúng không? Em chưa kịp dậy thì nữa anh. Chưa kịp dậy thì đã đến với con đường ca hát. Dạ. Bé nó thành thật quá anh nhỉ. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành viên thứ hai, cô gái xinh đẹp, trẻ trung của đội. Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Châu. Tên đầy đủ của Châu là Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Và Châu là một MC và là người mẫu. Thì... Trời ơi, dễ sợ thưa quý vị, MC đó. Vâng, thưa quý vị, và người cuối cùng, đây, anh Long Nhật, Mama tổng quản của nhóm. Chị Nguyệt Vinh Châu nè, là trước khi mà anh Nhật nói với anh thì anh hỏi bà Châu một tí xíu á. Em họ Chế. Dạ. Em là người Đà Lạt đúng không? Sống dạ, Đà Lạt. Rồi. Nhưng mà còn phải là em xuất thân từ miền Trung không? Cái khu vực dạ. Phan Rang đồ không? Gốc của ông bà em là ở Quảng Bình. Mẹ em là người Huế. Vậy có gốc cát gì với anh không? Anh Nhật thì họ Đinh. Anh Nhật thì họ Đinh. Anh Nhật là Đinh Long Nhật là tên thật của anh luôn. Trời, tên mạnh mẽ dễ sợ. Tên ba đặt anh là tên là Đinh Long Nhật, rất là anh Nhật cũng rất là mạnh mẽ. Tại vì mạnh mẽ có nhiều cách khác nhau. Đúng. Những người là họ men, họ mạnh mẽ, họ cao to, họ khỏe mạnh, họ đàn ông. Đó là cái phần phước của họ. Còn những cái người mà dịu dàng, ngọt ngào, dễ thương, hiền lành như anh Nhật, nhưng với một cái dòng nước đó nó dẻo dai mà nó mạnh mẽ thêm một cái mà thần kinh thép anh lắm. Dạ, hay quá, cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, anh ca sĩ Long Nhật, và đội của chúng ta tên gì? Đội của anh Long Nhật thì là Quỳnh Châu cũng là người Đà Lạt nhưng mà gốc Huế. Anh Nhật thì Huế. Ti thì là miền Tây. Thì Huế và đồng bằng. Huế và đồng bằng. Thưa quý vị, nghe chữ tình quá vậy. Nghe rất là địa lý nha quý vị. Quý vị đang cùng đến với lớp học địa lý Huế và đồng bằng. Chào mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta qua bên đây. Ủa, tụi em sao tụi em mặc đồ đen thui vậy? Không có hẹn trước anh ạ. Nhưng không mà tự dưng lên đây lại thấy ai cũng mặc đồ đen xong rồi. Em nghĩ là thần giao cách cảm. Không, em nghĩ là tại vì sau mùa dịch đó lên ký nên mình mặc đồ đen nên ai cũng mặc đồ đen cái sự giấu đúng không, giấu cái sự mập, sự mỡ, thừa mỡ của mình đúng không. Bây giờ từng thành viên giới thiệu về mình nè, xin mời. Em là Đạt Si. Đạt Si. Em là sáng tác nhạc đúng không? Dạ, nhạc sĩ. Rapper. Có cái bài anh nhớ là cũng rất là nổi tiếng, Buồn gì trong anh vậy phải không? Dạ, Buồn của anh. Buồn của anh. Buồn không em. Về bánh mì không. Nhiều lắm, em fan của Đạt nè, em kể cho nghe. Nhưng mà em sáng tác toàn mấy bài nghe nó nầu rầu rảo ruột luôn. Bây giờ thành viên thứ hai mời em. Dạ, em là Du Uyên ạ. Du Uyên. Du Uyên. Du Uyên thì mình có thể đọc nhanh thành Duyên cũng được ạ. Du Uyên, đọc thành Duyên. Ok, rồi. Em làm gì cưng? Dạ, em hiện tại là ca sĩ. Và là bạn song hành cùng em. Bạn song hành cùng bạn em. Gái là bạn hát song ca cùng với em. Hát song ca cùng với em chứ không phải là bạn gái. Thì là bạn con gái, là bạn gái. Rồi thành viên thứ ba mời Ali. Dạ, em chào anh Nguyên Khang, em chào đội bạn, và em là Ali Hoàng Dương. Ngày hôm nay rất vui khi được đến đây gặp Nguyên Khang và tất cả mọi người. Cảm ơn em. Rồi, đội của mình tên gì đây? Bên kia là đội là Huế và Đồng Bằng, thì đội mình tên gì? Dạ, đội em cũng đã bàn bạc với nhau rồi. Cũng thì đơn giản thôi. Em lấy cái tên cũng nhẹ nhàng, cũng được đúng, cái sự máu lửa. Đúng. Đó là dạ, đội em tên là Trẻ Tuổi. Vâng, thưa quý vị, một cái tên mà đặc như là để nói lên cái sức trẻ của các bạn đúng không ạ? Trẻ Tuổi. Vâng, cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, một bên đặt tên thiên về địa lý Đồng Bằng,
một bên đặt tên thiên về sức trẻ. Liệu rằng đội nào sẽ giành được chiến thắng trong phần thi ngày hôm nay? Mọi chuyện còn đang ở phía trước. Mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao.